Rosa Alba Resort và Villa Tuy Hòa, tận hưởng khoảng thời gian lắng đọng. Hoàng Linh TFC gửi lời chào tới tất cả quý vị các bạn nha. Chúng ta lại tiếp tục xem chiêm ngưỡng các cái tác phẩm trong cái triển lãm Ninh Bình. Ồ, nên anh Giáp anh đang ngó nghiêng cái gì mà ghê đấy. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Xin chào anh Hoàng Đình Tiệp. Em đang ngắm tác phẩm cây thông Việt, chủ nhân của anh Cường Cận Hải Phòng. À, cái thông đẹp à? Đẹp. Ồ, đẹp phết nhỉ. Cái này để đây trái để ý. Mà cái chỗ này nó nhiều xe quá. Đẹp chưa? Ủa, đẹp ra phết đấy. To nhỉ. Wow. Hơn 3 mét là nào? Cao mét mấy? Phải gấp 4 mét đấy. Mét rưỡi phải gấp đôi rồi, thấy phải tầm 4 mét. Ủa, cái thông đẹp nhỉ. Cây thông đẹp thật đấy. Bình thường mọi người cứ xem ở trong, ngoài này cây này đẹp quá. Thân đẹp, gốc đẹp. Ủa, wow. Xem cái gốc này xem là Giáp. Gốc to đấy. Bốm to bằng người, to hơn cả người Giáp rồi. Thân mềm nhỉ. Wow, bóng đẹp chưa. Quay đường cung này này. Đường cung này này. Đường cung này, cái gốc này. Ừ. Đây, thời tiết ngày hôm nay Ninh Bình thì rất là nắng. Bây giờ thì đang sắp có cơn mưa. Tôi với bạn Giáp đang đi xem cây ở trong triển lãm. Cái cây này cũng đẹp quá. Cây này mà để vào một cái khuôn viên đẹp nhỉ. Để chấm hết đúng không? Một khuôn viên mà sân vườn biệt thự đẹp nha. À. Làm vào chấm hết. Chấm hết cái tay kìa. Cây này nếu mà nó hợp với kiểu dạng sân vườn mà hồ cá koi ấy. Ừ. Này để cái bóng đặt vào hồ cá koi nó bay. Ừ. Cây đẹp thật đấy. Mặt sau. Mặt sau mặt trời mặt bên kia đúng không? Bên kia mặt chính. Cường Cận. Cái cây này đẹp cứng. Wow. Bay nhỉ. Đáng rất điệu nhá. Đẹp. Cái đoạn gấp ở thân kia nhìn sướng nhỉ. Đắt nhỉ. Cái bóng này đẹp. Đẹp chưa? Triển lãm Ninh Bình nay là ngày nay mùng 3 nhỉ? Vâng, hôm nay mùng 3. 1, 2, 3, nay là ngày thứ 3. Triển lãm Ninh Bình thì diễn ra trong vòng 10 ngày. Đấy, một cây thông. Lẽ là đặt chỗ này thì mở cái cổng để nó thông thì mọi người sẽ nhiều người ngắm. Đặt chỗ này thì cổng để ý mất. Cổng do dịch bệnh chắn lại để kiểm soát Covid đúng không? Đấy, ôi. Covid. Lá đẹp nhỉ. Cái tầm này đang bật khỏe. À, nó vào thời điểm này đang khỏe à? Đang bật khỏe. Trồng cái gì đấy? Cái chậu to to đùng. Nó phải đủ nặng hay không rồi cái này nó không chịu được đúng không? Không chịu được. Không có nữa. Sao cái lá, cái vỏ nó già, nó đỏ ấy rồi Giáp nhỉ? Vâng. Thông đen với lại thông đỏ khác nhau, cái này là thông đỏ. Nó khác nhau, thông này thông đỏ. À. Thông đen thì nó... Thân nó cũng đen xì đúng không? Vỏ như... nó đen. À, vỏ nó đen. Như này là già lắm đấy nhỉ? Già. Già kinh khủng. Phải đứng ở góc này nhìn cái đường chạy của thân. Ôi, nó khớp kiểu. Fail. Cái này đỏ mà... thông đen nó khác, thông đen nó rộp vỏ ấy.
thông này nó đỏ, nó chân thân nó vỏ nó chỉ rộp ít thôi, thân nó trơn hơn là là thông đen. Thông đen là nó rộp từng ô. Đẹp chưa? Đẹp quá. Đây là Cường cận. Đấy, quý vị nào mà thích thì liên hệ với anh Cường nha, mang về cái không gian sinh thái là cái biệt thự đẹp có hồ cá coi, không gian rộng, đặt cây này vào là chấm hết rồi. Ở ngoài này có một cây dưới này, này có cả cây dưới nữa, của ai đấy? Tác phẩm dưới nhà vườn Đang Hiền. Đang Hiền à? Khu đô thị Kỳ Đồng Thái Bình. À, nghe nói cây này cũng có tiếng đấy. Cũng nổi tiếng đấy anh. Ờ, đợt triển lãm ở Thái Bình nghe nhiều người. Nổi tiếng. Nhiều người bình luận lắm. Đố ra biết cây này nó quý ở cái điểm gì? Quý ở cái đường thân. Đường thân đẹp, anh quay đi. Thân đẹp, cái cỡ đại đấy. Cái dưới cỡ đại. Đấy, giáp bé tí này. Cây này nếu mà để mà làm được lâu xong bóng nó mịn là cũng ác đấy các bạn. Đúng không? Cái thân này, cái lu này. Ồ, lu tự nhiên này. Cái này đâu phải dạ. Lu à? Lu ấy, anh quay cái cần lu. Ừ. Lu tự nhiên đấy nhá. Tự nhiên mà cái đoạn này nó thẳng tưng đẹp đấy. Một cái trực mà dáng thế nó cực kỳ hiên ngang. Lu vừa nói về. Ờ. Mà nó như kiểu nó chảy đúng không? Nó không phải là nu thường, nó nu cục, cái này là nu méo. Méo, nó về. Yeah, đẹp phết đấy. Này thế, mà làm xong cái bộ bóng mà nó mịn. Xong rồi nuôi cái tay nó to, nó cũng ghê đấy, giáp nhỉ. Ủa mấy cái tử sao đẹp chưa? Yeah. Cái dáng thế cực kỳ hiên ngang nhé, mạnh mẽ. Này, độc trụ. Chậu này đẹp. Ừ, chậu làm kỹ quá này. Chậu làm kỹ chưa? Chậu làm mịn tít. Ừ, mịn tít. Chắc chắn. Được. Để ở ngoài này không ai để ý mấy nhỉ? Nay tôi mới nhìn thấy đấy. Đi qua đi lại suốt mà không ai mới thiệt để ý. Ô, mà cái tử đẹp quá. Một cái ruồi cỡ đại rất là đẹp của nhà vườn Đang Hiền, thành phố Thái Bình, hơn 2 mét. Có cái cành bên này đẹp chưa đấy nhỉ? Nó hơi nhỏ một tí thôi nhưng mà sau nó to thì ác của nó đấy các bạn. Cây này cũng sẽ là cây dưới quý đấy, tiềm năng ấy nhỉ. Ừ, ba cái tử chạy xung quanh thân. À, rất hay. Một tượng đẹp quá này. Trang trí điệu đà nhỉ. Cái này già lắm chứ giáp đúng không? Già, cái này tự nhiên là cũng là già. Già khủng khiếp đấy. Trên này cái tay nó đóng đẹp quá đấy. Đúng không? Đẹp, tay đóng. Và cái này nó cũng dạng côn đấy nhá, chứ nó không hoàn toàn là cắt đầu trên đâu. Côn. Rồi. Lướt qua cho quý vị xem hai cái cây rất là to. Hai cái tác phẩm rất là to. Một cái thông và một cái dưới đứng ngay ngoài cổng. Phụ phía sau đều rất là chất lượng. Đấy. Ban tổ chức cũng sắp xếp rất là khéo. Thông vui dưới. Cây này cũng đẹp. Rồi, mời quý vị vào trong chiêm ngưỡng nhá. Dừng video ở đây. Xem ở trong này còn những cái gì không.